lại đầy đủ viên gừng rồi cái này đầy đủ nha, cứ làm đầy đủ thôi. Dạ yeah. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ anh? 24 anh. 24 giờ hả? Wow. Đây tìm trứng nữa. Ở đây chú Bình Pháp khen là cái bụng bò ở đây ngon, thơm. Đây là quán cà phê nằm ở góc đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, quận 5 ha. Buổi tối nhìn từ trên xuống rất là đẹp. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 7 giờ 30 tối ngày 17 tháng 7 năm 2020 và mình đang đứng trên cầu Nhị Thiên Đường. Khoảng 10 năm trước đây á, mình có làm việc ở khu Phạm Ngũ Lão đề thám Bùi Viện, thì mình có ăn qua phở Quỳnh ha. Thì cách đây nửa năm có cô chú ở Pháp về và cô chú đi ăn phở rất là nhiều, trong đó thì chú khen là phở Quỳnh rất là ngon, đặc biệt là phần bò rất là thơm. Thì thằng Minh đó, nó cũng đi ăn phở Quỳnh, nó khen nữa. Thì 10 năm rồi mình chưa ăn thử lại, có hôm nay quyết định đi ăn thử để xem như thế nào nha. Rồi chúng ta cùng đi thôi. Cầu Nhị Thiên Đường bên đây, nhìn xuống dòng kênh. Qua cầu Chà Bà. Xuống đại lộ Đông Tây hả? Không, đại lộ Đông Tây xa lắm. Ok. Ok. Đây mình quẹo Nguyễn Cơ Trân, mình quẹo Phạm Ngũ Lão. Và đây là đường Nguyễn Trãi ha. Tới đây bên góc tay phải là chợ Thái Bình ha. Mình sẽ đi về hướng Phạm Ngũ Lão, đi một đoạn nữa là sẽ tới Phạm Ngũ Lão Đậu Ăn Đậu. Thì phở Quỳnh là nằm ngay góc đường đó luôn. Đoạn đường này Phạm Ngũ Lão khúc này nó tương đối là tối ha. Dạo này là không có khách du lịch, khách Tây rồi khách nước ngoài nữa. Cho nên nhìn nó hơi buồn buồn. Đã tới nơi, phở Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Đậu Ăn Đậu. Phở Quỳnh 323 đường Phạm Ngũ Lão, quận nhất ha. Hiện tại chỉ có mình và mình mà thôi. Rồi. Lường lâu lắm rồi quay lại phở Quỳnh. Đây, tô bò kho này có giá 84.000 đồng, tô đặc biệt. 74. À, 74 hả? Tô thường mà. Ở tô thường hả?
Còn cái tô của con là tô phở thập cẩm với bè gốc hành, tô đó gốc hành. Dạ, mẹ nó chết mày rồi. Rồi, qua tô phở đi, tô phở đặc biệt, tô phở thập cẩm với bè. Dạ. Đây, bò đây là nạm, bò tái, đầy đủ viên, gân. Rồi, cái này đầy đủ nha, cứ làm đầy đủ thôi. Dạ. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ anh? 24 giờ hả? Wow. Đây, tìm trứng nữa. Đó. Ở đây chú Bình Pháp khen là cái phần bò ở đây ngon, thơm. Đấy. Đấy. Wow. Cũng chục năm rồi đó, phải nói nè. Để ăn lại. Rồi, vô, hồ viên. Rồi. Wow, thơm đấy. Rồi, đây là tô 84. Kế bên kia tô 74. Đây, xoay qua đây các bạn. Giá ớt chanh với lại rau quế, bò gai. Kế bên nữa sa tế ớt. Rồi, cô Bi Lam ơi, con quay lại ăn nè. Rồi, ăn thôi. Rồi, chúng ta ăn đây. Đầu tiên sẽ nếm thử cái phần nước phở nha. Cận cảnh. Ở đây muỗng đũa nè. Nước phở thơm nhẹ, vị đậm đà các bạn nha. Vị khá là đậm đà. Bây giờ mình sẽ trộn cái phần phở lên. Ăn thêm phần bò tái, phần nạm, phần bò viên. Ủa, cái phần bè là phần nào ta? Dạ. Con để ý cái phần bè là phần nào? Cái nào là bè chú? Là nó có vừa thịt vừa canh á, là bè. À vậy hả? Là cái nào đó chú? Là cái nào là bè đó? Ở trộn lên đi, cứ bình thường đi. Không sao đâu, trộn lên bình thường đi. Đó là canh. Gân. Đó. À, cái đó là bè đó hả? Rồi, cái đó là bè đó. Nó vừa có thịt vừa có gân. Dạ. Đây, cọng phở. Ở đây giống như cọng hủ tiếu dai mà bản lớn á. Mình vừa ăn cọng phở ha, thì cái phần nước phở nó thấm vào cọng phở khá là đậm đà. Cái phần bò tái thơm ngon, mềm. Ở cái phần vèo thì béo. Bò viên cũng thơm ngon luôn, thực sự là bò. À, và có ăn thử cái phần nước bò kho á, vị nó ngọt ngọt, khá là thơm. Nếu mà đậm đà hơn nữa thì càng ngon hơn. Thiện Minh nó thích cái phần bò kho này. À, về cái tiệm phở đây á, thì ông chủ nó bán được hơn 20 năm rồi. À, xác nhận là bởi vì hồi xưa mình đã từng ăn 10 năm ở đây, 10 năm trước đã từng ăn ở đây. Giá thì nó hơi cao chút xíu so với mặt bằng chung ha. Dù sao thì ở đây là vị trí quận nhất. Đây phở Quỳnh, còn phở bò, bò kho, phở gà, hết miếng gà ha. Mặt sau 358 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10. Bán hủ tiếu năm vàng nha. Địa chỉ 2, 323 Phạm Ngũ Lão, quận 1. Địa chỉ 3, 318 Vĩnh Viễn, quận 10. Địa chỉ 4, C4, xuyệt 36, quốc lộ 1A, ấp 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Địa chỉ 1, 293B, Trần Hưng Đạo, quận 1. Chỗ này thì không còn bán nữa nha các bạn. Rồi đó, cơ bản các địa chỉ là như vậy á. La 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 la. Và đây các bạn, phần bò kho 74.000, phần phở đặc biệt 84.000, trà đá 2 ly, 1 ly 3.000 là 6.000, bánh mì 1 ổ 5.000, khăn lạnh 2 cái, 1 cái 2.000 là 4.000, tổng số tiền là 174.000 đồng ha. Ông chủ ở đây á, thì mình thấy là thân thiện. Nhân viên phục vụ thì chủ yếu là người Khmer nha các bạn. Và mình thấy là mấy em này cũng rất là vui.
Rồi, khu vực chợ đêm Bến Thành đã được đóng lại, không có ai hết. Nói chung là buổi sáng thì bắn tanh, buổi tối thì chả có ai. Sau 3 tháng quay lại đây không thấy gì hết. Cập nhật tình hình các bạn xem thôi. Và cái con đường Nguyễn An Ninh này nè, tập trung rất nhiều khách sạn, bây giờ nó tối thui luôn. Đó, cập nhật tình hình chợ Bến Thành buổi tối sau 3 tháng. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ quay về đường Trường Phú, ngay góc đường Trường Phú để uống cà phê. Và đây là đường Nguyễn Trãi, đoạn từ Đại học Sài Gòn, trước kia chính là trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài cho đến đoạn giao với đường Trường Phú ha. Thì con đường này vào buổi tối phải nói chung là sáng đèn, rất nhiều những cái shop bán quần áo, rồi bán mũ nón dọc theo hai bên đường. Nói chung là nhìn cảm giác nó là vui á. So sánh với một số con đường khác thì nói chung là nó sum tụ, có không khí vui. Trong những con đường ở quận nhất hiện tại là rất nhiều con đường nó cảm thấy nó giảm ra tối tối, không có khách hàng á. Trên con đường này thì có quán phở Lệ khá là nổi tiếng, thì chú Trương Cẩm Cường trên nhóm Chợ Lớn Xưa Nay đã từng ăn rồi. Thì mình có hỏi chú thì chú không đánh giá cao lắm. Mình ăn nó cũng được thôi, chứ không có gì gọi là khiến mình phải nhung nhớ đó. Bản thân mình thì chưa ăn phở Lệ, các bạn thấy cũng buồn cười ha. Mình ăn nhiều tiệm phở nhưng mà chưa ăn phở Lệ. Thì mình nghĩ cũng có một dịp nào đó mình sẽ đến ăn thử xem như thế nào. Riêng cho con đường này thì mình thích ăn là món mì vịt tiềm của tiệm hình như mình nhớ là Hải Kiếm Mì Gia, để có hai tiệm lận. Thì nó ngon, tuy nhiên giá hơi cao. Ngoài ra trên một góc á, thì có một cái tiệm bán bánh canh sườn cây, giá khá là mềm, 35.000 đồng. Đợt đó mình ăn rồi nhưng mình không ghi hình, thời tiết chút xíu. Và buổi sáng ở trong một cái hẻm ở trên đường Nguyễn Trãi này bán hủ tiếu mì bò kho. Tiệm đó thì từ cái lắm một xe đẩy thì chú Trương Cẩm Cường trên nhóm Chợ Lớn Sài Gòn thì ông khen rất là nhiều. Mình ăn thì thấy cũng được. Nói chung là đối với mình là cũng được nha. Ok. Cái đoạn ghi âm này là các bạn nghe là nghe sao, là bởi vì trên đoạn đường này họ mở nhạc rất là nhiều. Rồi bây giờ mời các bạn cùng nghe chút xíu nhạc và ngắm quan cảnh đường xá nha. Mục đích của mình là ghi hình cái con đường này để cho các bạn xem thấy được con đường Nguyễn Trãi trong cái giai đoạn mà bị corona thì sẽ như thế nào. Dự định sắp tới của mình sẽ là đi Đà Lạt nha. Đà Lạt. Từ cái đợt vừa rồi mình đã đi Tây Nguyên, đi các tỉnh như là Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, đi cũng khá là nhiều nơi nhưng mà mình bỏ qua Đà Lạt. Nhưng mà nghĩ lại thôi thì cũng nên quay lại Đà Lạt một lần nữa. Quay video là bởi vì mình đã không ghé Đà Lạt tính đến nay chắc cũng được khoảng độ 7 năm rồi. 7 năm. Rồi từ Đà Lạt rất có thể mình sẽ xuôi về miền biển. Mình có thể sẽ ghé Phú Yên. Và trong tương lai mình sẽ ghé qua Quy Nhơn, Hội An, Đà Nẵng, Huế. Và hy vọng là trong năm nay mình cũng sẽ ghé luôn qua về miền Bắc nữa. Rất có thể mình sẽ xuôi dòng đi về. Sau khi từ Huế mình sẽ ra
Quảng Bình, Quảng Trị, rồi ra Ninh Bình, Hà Nội. Mình sẽ đi cái cung Tây Bắc, Đông Bắc. Và mình nhớ nhất là Mai Châu, Mộc Châu, Lai Châu, qua Sapa, Lào Cai, rồi xuống Bắc Hà ha. Rồi đi một cung dọc về hướng miền Đông, Đông Bắc. Mình nhớ nhất là Hà Giang các bạn, Hà Giang. Rồi Bắc Cạn, đi thuyền trên Ba Bể. Ngày xưa mình đã từng đi. Rồi, sắp tới nơi ha. Quán cà phê nằm ở góc đường của Trần Phú và Trần Hưng Đạo. Đi lên trên cái view sẽ rất là đẹp. Còn đây là thực đơn của quán nha. Bây giờ chúng ta sẽ theo cầu thang bộ nè, đi lên trên, khám phá không gian bên trên và xem cái view của đường Trần Phú và đường Trần Hưng Đạo. Bên trên như các bạn thấy chủ yếu là các bạn trẻ ha. Tuổi đời chắc khoảng độ 20, 25 gì đó. Nhiều bạn ngồi chơi nè, đọc rap rồi vui. Cái đoạn ghi âm này mình ghi âm lại sau nha các bạn nha. Là bởi vì bên trên và bên trong quán nhạc là mở nhạc rất là nhiều. Về phần thức uống á, thì mình gọi cái chanh lá xay thì thức uống rất là đậm đà các bạn, phải nói là phần nó ngon. Cái phần trà vải cũng ngon luôn và mỗi ly là 40.000 đồng thì mình thấy là cái giá đây thích hợp, thỏa đáng bởi vì cái view nó đẹp. Ngay trung tâm quận 5.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.